thì sắc văn ma tam vị chú bà thì chú đệ nhất tây thiên gia ngự từ đông tề chiêu đinh lý trần lê sắc phong thượng đẳng bang vàng tối linh trên tây thiên tam đảo địa linh
ơi phương đồ trì đức chúa ba hy xa kia ơi à. Chúa về đây sơn lâm mộ rễ một cây ven rừng ý à. Cái quang rộng nhang thập cờ diều quang minh chứng đơn duyên đã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung hương ý à ơi à. Xinh cảnh đẹp lộc tài đề đa, Chúa về đây mở kho lộc tài, độ cho đệ tử được bình an đời đời, độ cho phú quý vinh hoài. Ý à. Ban cho bạc chay vàng dòng, công lộc cho lắm về đây cho nhiều. Thank you.
lộc hạ thú đông cầu tay, bốn mùa tổng ngách trừ tay. Ý à, đến xinh cảnh đẹp lộc lộng tài để ta, Chúa về đây khai kho lộc lộng tài, đủ cho để tự được giàu sang đời đời. Ban cho vàng dòng bạc chảy bồng lộc, cho lắm về đây cho nhiều, ban cho đồng tiền tốt lúa dày. Bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, anh đồng đồng con khắc cốt ghi tâm. Ý à ơi à, trong bốn mùa vàng vàng càn qua dân an, cuộc tai sướng ta chơi bời, quân thần phải đạo Chúa tôi. Ý à, lấy trên thiên đình với tên chép tuổi trẻ tiên rõ ràng, Chúa về cho đệ tử bình an, cửa nhà phú quý phang ninh thọ trường. Ý à, trời màu xuân rất tươi tốt tươi rượm dài, đi lên ngàn đi đi lên ngàn lắm qua nhiều hoa. Cho đồng tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm về đây cho nhiều, bán cho đồng dài nhất sang yêu, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thánh đồng con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Rừng núi ơi nghe tiếng ai cười, dòng suối trong trong mãi muôn đời. Chúa thương ngài thương nhớ anh nhiều lắm, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Chúa thương ngài thương nhớ ai nhiều lắm, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Trông đứng trông ngồi, Chúa về Tây Thiên lần sau tái hồi. Ý à,
vặn ra ngồi cùng xem bói cầu tài có ai đi xem bói cầu tài bắc giang tiên thế nơi đâu tìm mò khảo ai lên tới cao sơn bạch mạnh mà hỏi thăm đền nở chúa nguyệt nơi nào ngạn từ ga kép đi vào đi
sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường, đồ cho dung mạch tương thường. Ý à, sơ điệp trình bạc đến đây, đi về đồng trưng lễ đàn duyên, độ cho đệ tử được khẳng định thọ trường, độ cho tuy thứ xuân lại. Ý à, Chúa về đây mở kho lộc tài, ban ngân ban xuyến cho đồng vinh hoa, sương ca chơi bời quân quân nợ thần phải đạo chúa tôi. Ý à, sổ tiên lấy trên thiên đình, phê tên chép tuổi vào trong sổ vàng, đồ cho đôi chữ bình an, cửa nhà khang thái phúc lai hạn trừ, trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Thank you.
không sai què nào căn duyên phần mộ thấp cao ý. Nguyện xa xôi sớm
lâm tĩnh mịch là nơi hữu tình Thiên Chúa mường yên thế gian sinh ơi à.
đậu trồng ngô. Chút thương người cùng khổ bốn mùa long đong. Giật người nào xào trá tiêu hoa, công lao một chút chỉ tính hỏng lời danh. Tiền tiền bạc bạc vàng vàng người. Nước còn sâu, đệ tử con luôn trồng cây đức để bốn mùa nở hoa. Tiến đi
lầu chuông sáu đến có dài giang tô huấn mình Chúa đang ngự cảnh anh linh Chúa hay mang chúng mang
ra măng mày mâm nửa cơm làm cho đời ý à. Chú về đây sơn lâm hồng dậy một cây ven rừng ý à. Sao lên ngàn lên trên ngàn vượt đèo cao vực thẳm vai đeo gùi hái quả tìm măng trên sơn lâm biến điện đi về cho lắm về đây cho nhiều bán cho đồng dài nhất sang nhiều ý à. Bán cho dài nhất sang nhiều đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con khuyên sớm phục thờ ý à ơi. Chúa về chép biên à, ý à. Dáng người tiên nữ bay bay về bàn đến đây. Dáng người tiên nữ bay bay về bàn đến đây. Trước trình Phật Thánh sau trình vua cha Chúa về đây mở kho lộc lộc tài ý à ơi à. Về đây mở kho lộc tài ban cho đệ tử giàu sang đời đời ban cho bạc chảy vàng dòng ý à ơi à. Cho đồng bình hoài kể từ đây vua quý vinh
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.